Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 1 đến câu 9. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Kitô thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, bà khăn che đầu Đức Kitô. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Kitô phải trỗi dậy từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng với giáo hội long trọng cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là một trong những mầu nhiệm cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Bởi vì theo lời Thánh Phaolô, nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Tuy nhiên, đối với nhiều người, có lẽ do ảnh hưởng của óc thực dụng, người ta đòi mọi sự đều phải được kiểm chứng, phải được chứng minh bằng khoa học, thì việc Chúa sống lại từ cõi chết vẫn là điều khó chấp nhận. Chính vì thế, chúng ta cần phải dựa vào các bài đọc lời Chúa vừa nghe để khám phá lại niềm tin vào Đức Kitô phục sinh là nền tảng cho cuộc sống của người tín hữu hôm nay. Đối với người Kitô hữu chúng ta, phục sinh là một biến cố vô cùng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng vào bậc nhất. Thế mà, biến cố quan trọng ấy lại chỉ được Tin mừng Gioan ghi nhận bằng một sự kiện hết sức bình thường và đơn giản: ngôi mộ trống. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại là dấu chỉ mở ra và hướng về một thực tại khác. Đó là niềm tin phục sinh qua những chặng đường khám phá. Đúng vậy, ngôi mộ trống là một dấu chỉ mà Chúa Giêsu gửi đến các môn đệ vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần. Đứng trước ngôi mộ trống, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Trước hết là cái nhìn của bà Maria Magdalena. Đây là cái nhìn tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi cảm tính. Thánh Gioan nhấn mạnh chi tiết. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Trời tối ở đây không chỉ tối về không gian, mà bầu trời trong tâm hồn của người phụ nữ này cũng đang bị màn tối che phủ. Đó là sự tối tăm của sợ hãi. Bà không còn chút hy vọng, bởi vì bà chỉ tìm kiếm một Đức Kitô đã chết và cần được tẩm liệm theo đúng tập tục. Chính vì thế, khi thấy ngôi mộ trống, bà đã không thể nghĩ được gì khác hơn, không thể nhớ lời Chúa Giêsu đã nói về việc phục sinh của người, mà chạy vội về báo tin cho các môn đệ.
người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn của người môn đệ Chúa yêu được đức tin hướng dẫn. Ông nghe nói tảng đá đã lăn khỏi mồ, ông chạy đến nơi để xem và xem xét rất kỹ. Ông cúi xuống nhìn vào trong, quan sát những tấm khăn liệm và dừng lại ở suy nghĩ. Rồi ông nhớ lại những lời kinh thánh mà Đức Kitô đã dạy. Cái nhìn này giúp ông thấy được sự thật. Đức Kitô đã sống lại. Cái nhìn đức tin này đem lại cho ông niềm vui. Ông đã thấy và đã tin. Chính niềm vui vào Chúa Phục Sinh mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, hướng dẫn các tông đồ bước qua tăm tối và giúp cho họ sống vui tươi, can đảm và kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh. Điển hình nhất là Phêrô, từ một con người chối Chúa Giêsu tới 3 lần trong cuộc thương khó của người, giờ đây đã can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt mọi người như sách Công vụ Tông đồ ghi lại. Như vậy, điều đã cải biến ông chính là tin mừng phục sinh. Nếu Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, quyền lực thế gian đã không thắng nổi quyền lực Thiên Chúa, thì chẳng còn gì để sợ hãi nữa. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra. Niềm tin phục sinh đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên các tông đồ như vậy. Nhưng liệu biến cố Đức Kitô sống lại có mang lại ích lợi gì cho đời sống hiện tại của tôi không? Quả thật, nếu Đức Kitô chỉ sống lại trong lịch sử cách đây gần 2.000 năm mà không sống lại trong lòng tôi, thì việc sống lại ấy chẳng ích lợi gì cho tôi cả. Vậy, tin vào Chúa Phục Sinh thì tôi phải làm gì? Thưa, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô đã dạy cho chúng ta. Mừng lễ Phục Sinh hôm nay, xin cho niềm tin của mỗi chúng ta ngày càng trở nên vững mạnh trong cuộc sống của mình. Đồng thời, xin Chúa biến đổi chúng ta nên những nhân chứng sống động cho mầu nhiệm phục sinh của người, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua đời sống vui tươi và hy vọng, để qua đó, mỗi người khi gặp gỡ và tiếp xúc với chúng ta, họ có thể cảm nhận được Đấng Phục Sinh đang hiện diện và chi phối cuộc đời mình.